Vâng, Từ Cố Nguyễn Hồng xin chào tất cả anh chị nha. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video để giới thiệu và báo giá tới chị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, 7 tác phẩm cụ Thiên Thư chế tác từ chất gỗ nung nghiến anh chị ạ. Vâng, 7 tác phẩm nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mà đang mong muốn sở hữu một tác phẩm cụ Thiên Thư, mong muốn sở hữu tác phẩm cụ Thiên Thư chế tác từ chất gỗ nung nghiến thì có thể vào theo dõi, vào xem. Vâng, xem và ngắm các cụ thiềm thừ của bên em. Ở đây có 7 cụ với kích thước khác nhau, chế tác từ chất gỗ nung nghiến với gai nu tự nhiên và gai châm nữa. Vâng, cả hai mẫu. Và em sẽ quay sát lại gần để cho anh chị thưởng lãm, ngắm kỹ và báo giá tới anh chị nha. Vâng, em sẽ đi từ đầu. Vâng, như chị nhìn thấy đấy ạ, rất nhiều luôn. Vâng, ở đây tác phẩm đầu tiên, cụ thiềm thừ đầu tiên có mã là C1, kích thước là ngang 38, sâu là 37 và chiều cao là 24, giá là 2 triệu đồng và bao ship nha anh chị nha. Vâng, tất cả sẽ bao ship hết luôn cho anh chị. Vâng, như anh chị đang nhìn thấy đấy ạ, chế tác từ chất gỗ nu nghiến hay còn được gọi là ngọc nghiến. Vâng, gai tác phẩm này là gai nu tự nhiên nha anh chị nha, phía trên đây là gai nu tự nhiên đấy ạ. Gai nu tự nhiên giá chỉ có 2 triệu thôi mà còn bao ship nữa. Ngang 38, sâu 37 và cao 24. Và ở những tác phẩm này thì bên em đã gắn lên một cái đôi mắt hồng ngọc. Anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đấy, chất gỗ như ngọc luôn. Giá chỉ 2 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 2 triệu đồng thôi cho mã C1 này nha anh chị nha. Vâng, và sang tác phẩm tiếp theo. Tác phẩm tiếp theo này thì có kích thước cụ thiềm thừ này là cụ thiềm thừ chế tác từ chất gỗ nung nghiến và là gai châm như anh chị nha, gai châm. Kích thước là ngang 34, cao 22 và sâu là 29. Giá là 2 triệu 400 ngàn đồng, bao ship luôn. Đẹp long lanh và lung linh. Vâng, như tác phẩm cụ thiềm thừ ở đây thì bên em sẽ đang quay này giới thiệu tới chị thì không cho cái đồng tiền vào. Khi nào gửi hàng cho anh chị thì bên em sẽ cho những đồng tiền gửi kèm theo nha anh chị nha. Đẹp, ngang 34, cao 22, sâu 29. 2 triệu 400 ngàn đồng anh chị nhé, 2 triệu 400 ngàn đồng. Chỉ 2 triệu 400 ngàn đồng thôi mà lại còn bao ship nữa. Vâng, đây như chị nhìn thấy đấy ạ. Vâng, và tiếp theo là cụ thiềm thừ với mã là C5, với kích thước ngang 43, sâu là 42 và cao là 25, cũng là gai châm. Anh chị nhìn ạ, bên em đã gắn lên cho tác phẩm này một đôi mắt hồng ngọc rất sáng. Vâng, em sẽ quay để cho anh chị thưởng lãm nhé. Cho anh chị thưởng lãm kỹ, mã C5, giá 2 triệu 800 ngàn đồng. Vâng, đây ở phần phía trên đây anh chị nhìn ạ. Vâng, anh chị nhìn đẹp long lanh và lung linh luôn. Gai châm rất đều tay. Giá của tác phẩm là 2 triệu 800 ngàn đồng và cũng bao ship luôn. Ngang là 43, sâu 42 và cao 25. Mã C5 cho tác phẩm này ạ. Vâng, và bây giờ là sẽ sang một tác phẩm một cụ thiềm thừ với cũng là chất gỗ nung nghiến, gai nu tự nhiên nha anh chị nha. Ngang 40, cao 35 và sâu là 30. Mã là C10. Đó anh chị nhìn ạ, mã là C10 nha anh chị nha. Kích thước rất cân đối, giá là 3 triệu 300 ngàn đồng. Vâng, em sẽ quay xa cho anh chị chiêm ngưỡng lại. 3 triệu 300 ngàn đồng, rất to luôn. Ngang 40, cao 35, sâu 30, gai nu tự nhiên. Ok, và em sẽ quay phần phía trên gai nu tự nhiên để cho anh chị thưởng lãm nhé. Đây, phần lưng phía trên đó là như cái gai nu tự nhiên đấy ạ. Giá là 3 triệu 300 ngàn đồng, bao ship luôn cho anh chị nha. Bao ship luôn ạ. Vâng, và tác phẩm có mã là C10 này giá 3 triệu 3 nhé anh chị nha. Tác phẩm cụ thiềm thừ cũng là gai nu tự nhiên, mã là C16, giá 2 triệu 100 ngàn đồng. Vâng, như chị đang nhìn đây ạ, ngang 30, sâu 28 và cao 18. Vâng, đây như chị nhìn thấy nhé. Ok, em sẽ quay tác phẩm này nhỏ hơn, này này em có thể quay được. Vâng, phần phía sau tác phẩm đây ạ, đây là gai nu tự nhiên. Gai nu tự nhiên đây ạ.
Mã là C16 nhé chị nhá. Mã C16 giá 2.100.000 đồng và cũng bao ship luôn. Và tác phẩm này là mã C17 đấy ạ. Kích thước của tác phẩm này thì em quên mất em chưa ghi. Cũng có giá là chỉ là 2.100.000 đồng nhá. 2.100.000 đồng. Không, tác phẩm này giá là 2 triệu thôi. Chưa ghi kích thước gì chưa biết nên là cho 2 triệu luôn nhé chị nhá. 2 triệu cho tác phẩm mã C17 này. Anh chị nào mà mong muốn sở hữu tác phẩm này có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại 0987 336 318 hoặc là 0966 336 318 để dinh cụ về nhé. Cụ sẽ chiêu hút tài lộc. Vâng, và đây là một tác phẩm nữa. Tác phẩm cụ thiềm thừ chế tác chất gỗ nung nghiến, chấn chùm chấn cái bao tiền vàng. Mã C14 giá cực kỳ yêu thương, chỉ có 1.800.000 đồng và vẫn bao ship. Ngang là 36, sâu 25 và cao 17 anh chị nha. Ngang 36, sâu 25, cao 17. Với anh chị nhìn đây ạ. Gai nu tự nhiên anh chị nha, gai nu tự nhiên. Ở đây nó có một cái lỗ này, nhưng mà không sao, xử lý rồi. Rất đẹp, gai nu tự nhiên. Giá chỉ là 1.800.000 đồng thôi ạ. Vâng, như anh chị vừa được thưởng lãm từng tác phẩm một đấy ạ, thì em vừa giới thiệu tới anh chị, bảy cụ thiềm thừ chế tác từ chất gỗ nu nghiến, gai nu tự nhiên cũng có mà gai châm cũng có, và em cũng đã báo giá tới anh chị. Anh chị nào mong muốn sở hữu một tác phẩm cụ thiềm thừ nào với mã nào thì có thể liên hệ với bên em tượng gỗ Nguyễn Hồng 0987 336 318 để sở hữu tác phẩm nha anh chị nha. Vâng, và bây giờ thì em sẽ quay lướt lại một lượt nữa để cho anh chị chiêm ngưỡng lại này. Em sẽ quay nhanh thôi. Mã C1 2 triệu đồng. Mã C2 2.400.000 đồng. Gai châm đẹp long lanh và lung linh, không có một tì vết gì cả. Mã C5 2.800.000 đồng. Mã C10 3.300.000 đồng. Vâng, những bông hoa nu và gai nu tự nhiên ở trên lưng. Mã C16 2.100.000 đồng. Gai nu tự nhiên ở trên lưng anh chị nha. Mã C17 2 triệu đồng. Và mã C14 1.800.000 đồng. Và trong cái video này thì em bao ship luôn cho anh chị nha. Anh chị nào sở hữu tác phẩm nào thì bao ship luôn. Và anh chị nào mong muốn sở hữu 2 tác phẩm trở lên thì em sẽ có mức giá ưu đãi cho anh chị nha. Vâng, và em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới anh chị đã theo dõi cái video này của bên em tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh YouTube tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng của bên em thì hãy kích vào cái nút đăng ký và để kích vào hình quả chuông nữa để cập nhật những tác phẩm mới nhất, video mới nhất mà bên em làm để đưa lên giới thiệu tới anh chị ạ. Và em xin phép kết thúc video giới thiệu tới anh chị những tác phẩm cụ thiềm thừ ở đây ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em xin chào anh chị ạ.